Ra mắt lực lượng an ninh trật tự cơ sở, cánh tay nối dài của công an. Sáng nay ngày 1 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Lào Cai, Sơn La, Hải Dương và các tỉnh thành cả nước đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Đây sẽ là cánh tay nối dài của công an xã trong việc bám sát địa bàn, phối hợp, hỗ trợ đắc lực nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Trong đó quy định lực lượng này được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng được hình thành từ bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng và được bố trí theo mô hình tổ bảo vệ an ninh trật tự ở khu phố. Theo đó, lực lượng này sẽ thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ: nắm tình hình về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động. Lực lượng này sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, được trang bị công cụ hỗ trợ như dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp, găng tay bắt dao. Người bị thương, tử vong khi thực hiện nhiệm vụ được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh hoặc được xem xét công nhận là liệt sĩ và hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. Tham dự lễ ra mắt lực lượng tại thành phố Hồ Chí Minh có Chủ tịch nước Tô Lâm. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi các tỉnh thành, địa phương trong cả nước đã triển khai thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và hôm nay chính thức ra mắt lực lượng. Ông đánh giá, lực lượng thực sự là cánh tay nối dài của công an trong nhiệm vụ phục vụ nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.